Hello, chào cả nhà. Hôm nay mình xách đồ nghề đi cả nhà ơi. Mình đi thu hoạch rau nè. Mình đi thu hoạch củ nè cả nhà. Củ cải nó bự rồi. Rau xà lách nó cũng ấy rồi. Rau cải cúc nó cũng ấy rồi. Bây giờ mình đi thu hoạch thôi cả nhà ơi. Đi ra vườn thôi. Cả nhà xem vườn Nhung Hà nè. Trời ơi, mấy chậu dâu treo lủng lẳng nè. Xà lách nè. Đó, trời ơi, quá đã luôn. Bây giờ là mùa thu hoạch đã tới cả nhà ơi. Thì mấy cây bí ngòi của mình nè. Trời ơi, nó xanh thiệt là xanh luôn. À, qua em dâu tây nữ hoàng xem là em chín chưa. Trời ơi, ôi trời ơi, mình thấy nó đỏ đỏ rồi đó cả nhà ơi. Trời ơi, trời ơi đảo hả? Đây nè, chín rồi, chín mộng mơ luôn. Trời ơi, bên đây nữa nè cả nhà ơi. Đó, trời ơi, hái ăn thôi. Ngon quá à. Đây. Chưa, trời, trái dâu đã dễ sợ chưa cả nhà. Nè, mộng mơ không? Hái nha. Đó, hai trái lên đây nữa nè. Trái đây nữa nè. Ôi ôi, ba trái đẹp tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Có trái bên đây không? Được ba trái chín rồi cả nhà. Ô, đâu cái trái đây nữa nè. Hai bốn trái luôn. Ăn cho nó đã nè. Đó. Mời cả nhà ăn dâu tây. Thì bữa hôm mình ăn lần lần này lần thứ ba rồi cả nhà ha. Giờ nó ngọt siêu ngọt luôn cả nhà. Trứng này ngọt dễ thương á. Trên cái cuống nó còn xanh, nó hơi chua chua chút xíu, nhưng mà ở dưới cả cái mu này nè, cái đồ chuột này nè, nó chín rồi á, nó ngọt dễ sợ luôn á. Ngọt mà thơm nữa. Bắt đầu lên tí xíu là nó hơi chua chua thanh. Trên cuốn nó vẫn chưa có được chín lắm đó, nên nó hơi chua chua xanh xanh giòn giòn. À, này nó chín đã chưa. Trái này nó ngọt dễ sợ ngọt luôn á, nó chín đỏ rồi á. Trời ơi, để chín ăn ngon lắm mà nhờ. Tuy là cái trái nó nhỏ nhỏ ha, nó không có bự lắm ha, nhưng mà rất là ngọt. Ngọt càng chín là càng ngọt, còn cái mé này thì nó hơi chua thanh nè. Ngọt dễ sợ luôn, cái giống của chị Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ à nhà. Mua ta nói là tuyệt vời, ông mặt trời đó. Trời ơi, ngon dễ sợ luôn cả nhà. Rồi hết rồi đó, bây giờ đợi đợt 2, đợt 3 gì đó nó chín mình sẽ ăn tiếp ha. Đây nè. Ôi, đây sắp chín nữa rồi, nó trắng trắng là bắt đầu nó chuyển màu đỏ rồi nha. Nè, trắng hết rồi đó. Treo như vậy á, không có con gì nó làm phiền hết. Mình rất thích là nên mình mới treo thêm mấy chậu bên kia đó. Còn ngoài kia mình phải bịt zip lót lại cả nhà, chứ mình trùm cái đai trắng là nó vẫn chui vô nó cắn được. Trời ơi, nó phá kinh khủng luôn á. Bây giờ mình đi vô vườn mình thu hoạch rau thôi cả nhà ơi. Rau xà lách hôm nay quá chừng đã luôn. Rồi, đi vô. Mở cổng ra đi vô. Xịn ghê, cổng xịn ơi là xịn. À, mình thu hoạch gì trước à? Ô, mình nhổ củ cải trước đi ha. Hay là thu hoạch cả. Ô, thôi, thu qua thu hoạch xà lách đi, lâu rồi không thu hoạch xà lách ha. Bữa hôm mới thu hoạch mấy cây ăn bên Nhung Hà món ăn ngon nè. Bây giờ mới thu hoạch bên cạnh của mình bỏ cái rổ đi. Hôm nay lấy cái rổ thu hoạch xà lách nha. Mình thấy là mấy cái cây màu mà nó có thể cuộn á, mình sẽ để cho nó cuộn luôn. Còn cái mấy cây này nè, mình thấy nó xòe xòe nè, như mấy cây đây là chắc chắn nó sẽ cuộn nè, mình để cho nó cuộn nè. Còn này là nó xòe nè, cây này sẽ cuộn nè, cây này nó xòe rồi, mình sẽ hái nè. Đó, đồ nó non ghê luôn. Đi tặng bác Yari một xíu nè, lát nữa mình xuống mình tặng Randy luôn. Đó, Randy giờ này chưa có salad ăn đâu. À, mình có tặng một mớ xà lách nữa mà không biết chị có. Mình sợ chị để làm sao trong nhà nó hư hết quá. Mình cứ hái mình tặng cho chị rồi. Chị không có chỗ trồng như mình. Đó, mình tha hồ chỗ mà trồng xà lách. Còn chị Randy ít chỗ quá, trồng xà lách chị không chăm nên là cây nó rất là khô. Nó không có non được giống như vậy. Chị bầu bì hả nha. Chứ mình thì không bầu bì thì mình có thời gian nhiều mình chăm được. Còn chỉ bầu bì rồi đi làm nữa,
cơm nước rồi chồng con nữa, nên là chị cũng thích vườn lắm, nhưng mà chị không có chăm giống như mình. Cây này cũng xòe nè, mình thấy cây nào xòe là mình sẽ thu hoạch hết. Mấy cái lá này ăn quá trời ơi, quá đã luôn rồi nha. Ý tặng cho chị cây xăng một mớ này. Mỗi lần mà có cái gì tới là chị hay gọi mình xuống lấy lắm. Chứ nhiều người người ta để vậy chừng nào gặp người ta mới kêu, nó hư hết đồ của mình. Còn chị mà thấy cái gì mà ai gửi tới mình á, chị gọi mình liền, mình chạy xuống mình lấy lẹ. Nên là mình hay tặng chị rau lắm. Cái chị mà nhà có hai con ngựa có hình trái tim á cả nhà, hồi đó mình có xuống mình quay rồi đó, cái chị cây xăng đó là chị gọi là chị ta, chị tên gì ta, Janelle đúng rồi đó. Ô cái này ít bữa nó cuộn, nó rất là đẹp luôn, mình để đi, cái bên đây không cuộn này đó. Cái cây nào cuộn là mình nhìn là mình biết cả nhà. Đây nè, đó thấy không, nó túm lại nè, nó nhăn nó túm như vậy đó là nó tương lai sẽ cuộn. Còn cái này thì nó chỉ xòe ra thôi, chứ nó chắc là nó không cuộn đâu nè. Mình thấy nó mọc là nó xòe ra luôn à. Còn cái cây nào mà nó mọc á xong cái nó nhíu nó túm là tương lai là nó sẽ cuộn lại. Đó như cây này nè ha, nhíu vậy đó, ít bữa nó cuộn lại đó. Cái này vậy nè, cây này thì nó sẽ xòe nè đó. Hái vậy á khoảng tầm 5 ngày sau rồi nha là nó nở ra một cái cây y như mình vừa mới hái vậy đó, đã lắm. Cây này nè, hái luôn nè, nó sẽ không có túm lại đâu. Lát nữa ấy xong mình sẽ cho nó một xô phân cá à nha. Thì mỗi lần mình thu hoạch đó là nên tưới cho nó một xô phân cá để cho nó có giống như là có năng lượng để cho nó ra lãi à nha. Chứ mình thu hoạch mà mình không cho nó bón cho nó phân á là nó sẽ cằn đi. Nên là khi nào mà mình thu hoạch cái gì xong á là mình nên bón cho nó một mớ phân, nhất là phân cá. Pha khoảng chừng 3 muỗng canh vô cái thùng 7 lít. À, phân cá xong rồi tưới vô là 5 ngày sau, 1 tuần sau là mình lại có ăn tiếp. Đó, được cả rổ luôn cả nhà, đã chưa? Ô, mấy cây hành của mình nay cũng phát triển dữ ha. Mình gieo cái hành này từ hạt đó cả nhà. Sẽ giống như là cái củ hành mà màu tím mà nó bự luôn, màu đỏ mà nó bự. Thì đợi nó bự còn lâu lắm nên mình bon chen cho con xà lách. Đó, một công đôi chuyện luôn chứ đâu có chỗ đâu. Bây giờ năm nay mình trồng cái họ dây leo hơi bị nhiều nên là nó chiếm chỗ nhiều quá. Mình mới order xà lách đỏ nữa, ít bữa nữa mình sẽ gieo xà lách đỏ nữa nha. Xà lách đỏ nó chịu được nhiệt rất là tốt nên là mình thường gieo xà lách đỏ vào mùa nắng. Còn xà lách xanh này nè, mùa nắng là nó sẽ lên bông nên là mình thích trồng nó vào mùa hơi se se lạnh hơn. Mình nghĩ là thu hoạch thêm mấy cây bên đây nữa. Xong rồi cái cây này mình đợi cho nó lớn một chút đi rồi mình sẽ thu hoạch. Tại vì mình thấy nó còn nhỏ. Còn xà lách Đà Lạt này nó xòe hơi nhiều nè. Mà nói Đà Lạt cuộn nhưng mà có cây cuộn, có cây không cuộn cả nhà. Chứ không phải cây nào nó cũng cuộn đâu. Cây này đó là nó xòe đó, nó không cuộn đâu. Nên là cây nào xòe thì cả nhà nhớ ngắt lá ăn nha. Còn ưng ăn cuộn thì ăn, mà không ưng thì thôi. Đó, cây này cây cuối cùng rồi nè. Mình hái cái lá vậy là xong rồi đó. Rồi ít chắc cũng phải mười mấy cây đó cả nhà. Mười mấy cây mới được nhiêu đây. Đó, được cả rổ luôn, đã chưa? Trời ơi, thu hoạch đã tay luôn. Rồi, xà lách xong, bây giờ mình sẽ đi thu hoạch củ cải nè. Mình lựa củ nào bự mình sẽ nhổ nè, đó. Củ này bự nè, thấy chưa? Ôi giời ơi. Mưa xuống nó nhiều nước quá, nó nứt ra rồi nhà ơi. À, không sao, lát nữa vô mình múi. À, ôi, củ này đẹp nè. Trời ơi, cưng quá. Củ này ok nè nha. Ôi, trời ơi. Wow. Xà lách. Đây, trời ơi, cái củ trong đây bự chưa? Ôi trời ơi. Đây nữa nè. Wow, càng ngày càng bự rồi nhà ơi. Đẹp quá hả.
Củ cải bên đây này củ bự và to lắm. Ai da 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 da. Chưa. Ô, cả nhà xem nè. Mấy cái cây đậu ve của mình nè, bắt đầu phát triển rất là tốt luôn. Rồi, bên đây xem có củ nào bự nữa không. Ô, trời ơi, bên đây nè cả nhà ơi. Bự chưa, bự chưa. À, trời ơi. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Nhâm mì, nhâm mì. Ngon quá, cái này chấm ăn nước sốt rèn, ta nói bá cháy luôn á, ngon lắm. Đây. Đó, hai củ nha, mộng mơ chưa cả nhà. Đẹp không? Wow, được là một mớ rồi nè, đó. Còn đây, củ này bự nè. Wow. Ui, cả cái rễ nó bự dữ ha. Rễ bự chứng tỏ là cái cây nó rất là khỏe mạnh. Đây nữa nè. Đó. Coi cái chị này nè, chị nằm ngang ngửa vô chưa, nằm luôn. Cái mặt ở trên đây là chị nằm xong chị đỏ, còn này thì nó hơi trắng trắng chấm chấm đỏ. Thấy chưa, đỏ. Thì dưới đây con mớ dưới đất thì nó màu trắng đó. Thấy chưa, đẹp không? Ui, cái quả, cái củ bên đây cưng chưa, mộng mơ quá. Rồi trời ơi, con gì nó chui vô đây vậy? Phá qua đi. Đó, cái củ này méo xẹo. Chưa, hai củ đó chưa bự. Bên đây nè. Wow, cây này được rồi nè, nhổ luôn. Wow. Sao có cái con gì nó bám vô kỳ củ vậy trời? Đó, úi chủa, cái củ này mộng mơ luôn mẹ ơi. Mình nhổ mất đứt mất cái lá rồi. Đây nữa nè, ôi trời ơi, cái củ này đẹp quá à. Bên đây nữa nè. Đó, rồi. Nứt ra làm ba luôn. Mưa đó, mấy này mưa nè, nó dư nước nè. Hết rồi cả nhà ơi, hôm nay được mấy củ cải nè. Đó, cưng ha. Cả nhà xem nè, cải cầu vồng của mình nay lá bự chưa. Mấy cái lá nào mà bị con vẽ bầu, nó lộn vẽ bùa nó vẽ là mình ngắt mình liền hết. Đó, nó ra những cái lá mới non chưa. Rồi, chị sẽ lớt vô chị tẻm nè, không. Ôi ơi, mình đang đặt cả cái hũ sờ lớt, bữa hôm mình rắc nó hết rồi, giờ mới đặt thêm mớ nữa. Đó. Rồi, khoảng chừng 2 tuần cả nhà tưới cho nó một xô phân cá nhẹ nhà thì cải nó rất là tốt luôn. Còn hôm nay mình sẽ đi thu hoạch cả cái cải cúc này cả nhà, thấy không. Wow, cải cúc nó này là rất là tốt luôn. Đó, thu hoạch vô một mớ mình nấu canh thôi. Đó, giờ nó có cái canh chả thác lát mà nấu với cái này là tôi nói thôi rồi luôn. Lụm ơi luôn đó cả nhà ha. Đó. Nhà ơi, bây giờ mình đi thu cải cúc thôi. Cải cúc thì mình cắt đi cho chắc à. Mình sợ ngắt là nó bị ấy, nên là mình sẽ cắt. Đó, trời ơi, nhiều quá. Mình cắt ở dưới cái đọt để cho nó mấy cái nhánh còn á, hai bên á, cho nó lên, đặng mình ăn thêm lứa nữa. Đó. Cái cải cúc này á cả nhà, nó thích, rất là thích vào cái mùa lạnh như vậy nè. Nói chung là không có phải lạnh, thiệt là lạnh, nhưng mà lúc mà khoảng tầm tháng 4 á, là mình gieo cái hạt á, mà mình thấy nó lên cùng với lại cải á cả nhà. Mình thấy là như vậy là nó thích cái lạnh lạnh se se, chứ mà nó không có thích nóng quá đâu. Mình thấy là ít bữa nữa đó ha, mà nó nắng lên á là mình thấy nó lên bông á. Mình cái cây nó không có được non như vậy mà mưa mưa đó ha, rồi lạnh lạnh đó ha, mình thấy nó phát triển rất là tốt luôn. Rồi rồi rồi, chị slurk, slurk vô đây nè, nó không đi ra chỗ khác chơi. Đi ra mà hình như chị núp vô đây chứ chị không ăn cái cây này cả nhà ơi. Để lấy chị ra, chứ nếu không là cái lá này te tua rồi. Chị vô chị núp cho nó bớt lạnh hay bớt nóng gì đó thôi, chứ không thấy chị cắn mấy cái lá của mình. Mắc mấy cái lá này đi, ít chữa là mấy cái lá này nó sẽ già, chừa mấy cái kia nhánh nõn non lại. Ồ, vô làm gì ăn với cái này ta. Hủ tiếu cái này là bá cháy luôn nè. Lẩu cũng rất là ngon nè. Gì ta,
mình chưa cái này lại đó, được cả mớ rồi nè ha. Wow, được có cả lá cải non nữa nè. Ui, lá cải ngon quá hả. Lá cải thì mình ưng ngắt bằng tay hơn. Đó. Trời ơi, wow, đã quá đi, nguyên được mấy lá nữa nè cả nhà ơi. Lá cải nè, xanh non luôn á. Rồi. Wow, những cái lá cải cúc làm sao mà nó mập mà nó bự dễ sợ luôn á. Thì bữa giờ mình trồng á, mình chỉ tưới cho nó một lần một xô phân cá thôi cả nhà. Mà nó tốt vậy đó, tại vì trời mưa á, nó thích trời mưa nên nó mới non như vậy đó. Chứ nếu mà trời nắng thì cái cây nó dài lắm. Mình đang cắt cẩn thận đặng mình sợ nó đụng cả cái nhánh non non, cái nhánh con đó nha. Đó. Cắt cẩn thận. Xà lách thì mình bục 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 rồi, còn cái cây này thì mình hơi nâng niu nó một chút. Tại nó có cây con mọc ra hai bên á. Mình sợ nó gãy luôn. Mình tặng cho cô giáo của con trai á một chậu như vậy nè. Bữa hôm mình thấy cô thử, cô nói là ăn salad. Rồi hai chị xà lớp đó, mình đi vô lấy cái bịch giúp lót, rồi mình nói nó không ăn cho ai về nó ăn đây nè, thấy không? Mình đi vô mình lấy cả cái bịch giúp lót á, mình bỏ mấy chị vô xong mình bỏ dục rác cả nhà ơi. Thôi chị để đầy vườn mình luôn á. Mình mới nói là nó không ăn của mình chứ ai về nó ăn đây nè. Thôi nếu mà chị ăn là mình phải dẹp chị thôi, phá quá mà. Chịu sao nổi với mấy chị. Rồi non quá à, mình ngắt luôn một cái nhánh non nữa rồi. Bự chưa, mà non lắm mà nhà chứ nó không già đâu, chưa già mà không cắt nữa là nó sẽ già. Non ghê luôn. Cả nhà trồng đi cả nhà ơi, thu hoạch thôi. Trời ơi, cái này bà này bà còn bu lên trên cả cái nhánh của mình bà ăn luôn nè. Dễ sợ chưa? Đây nè. Hả? Bà bu lên nè. Bà sẽ lớp đó, để đây. Ba bà rồi đó, thấy rồi đó. Bỏ vô bịch giúp lót bây giờ. Đó, cái lá nào mà bà ăn là phải giục đi chứ không có ăn được của bà đâu. Cả cái nhớt á, nó bu vô đã cái lá. Trời ơi, ủa rồi xong. Hư chưa? Thôi, lỡ rồi. Mình nhổ mất cả cái cây lên rồi. Có ai ăn phụ nhung hà không? Một rổ xà lách nè, một mẹt củ cải nè, cải cúc nè, tầng ô, cải cúc là tầng ô, rồi một ít lá cải nữa nè. Hôm nay thì mình thu hoạch được nhiều chưa cả nhà ơi? Có ăn phụ mình không? Giơ tay lên. Thôi bây giờ đi vô rửa à nhà ơi. Ý, rửa mấy củ cải ăn. Rồi xong rồi nhà ơi, mình rửa ba loại ba củ mình ăn thử xem có ngon không. Cái củ này thì bữa hôm mình mới ăn rồi nè, đó nó rất là giòn và ngon. Mà bị mấy con sâu nè, nó tẹm nè. Wow, nó tẹm mờ hết luôn. Wow, nó cắn, nó ăn gần hết củ của cải của mình luôn rồi. Nó còn non, nó không hăng gì hết trơn. Củ này tròn vo, đỏ quét à, đẹp chưa? Mấy con sâu này hư quá. Nó không có hăng gì hết trơn cả nhà ơi, nó. Wow. Không có nước sốt chấm mà cũng ngon ha. Cái này á là có một tí xíu màu trắng ở dưới ha. Năm ngoái mình có trồng cái này nè. Cũng không hăng gì hết. Có cái màu đen á với lại màu vàng á, bữa hôm mình ăn trổ nó hăng dễ sợ luôn. Wow,
Ngon. Thôi tạm biệt cả nhà tới đây thôi nha. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cả nhà ơi, tặng cho Nhung Hà một like, đăng ký kênh ủng hộ Nhung Hà với nha. Bye bye cả nhà.